Xét xử đại án Cục Đăng Kiểm Việt Nam 254 bị cáo hầu tòa Khởi tố lái xe hổ vô gây tai nạn khiến bốn mẹ con thiệt mạng Xin tiền không được, cháu dùng gậy gỗ đánh bác đến tử vong Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị giảm án cho Phan Quốc Việt 3 năm tù Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hôm nay 18 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử đối với 254 bị cáo trong vụ án tiêu cực tại cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm chi cục đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. 254 là số lượng các bị cáo bị xét xử trong vụ án này, trong đó có ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà từng giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm và phần lớn các bị cáo là đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm chi cục đăng kiểm trên cả nước. Trong số 254 bị cáo, có một bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội nhận hối lộ là ông Đỗ Trung Học, 63 tuổi, cựu trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm Việt Nam. Vụ án được xét xử công khai và dự kiến kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trại tạm giam Chí Hòa T30 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, gần 2 năm trước, trong các ngày 26 và 28 tháng 10 năm 2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra kết quả kiểm tra cho thấy số đo kích thước thành thùng xe trùng khớp với số đo trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ tức là giấy chứng nhận kiểm định tuy nhiên kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu cục đăng kiểm việt nam từ đây sai phạm của các lãnh đạo nhân viên cục đăng kiểm việt nam bị phanh phui Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định mạng lưới tiêu cực này có từ thời kỳ ông Trần Kỳ Hình, sinh năm 1961, quê Nam Định làm cục trưởng và tiếp tục diễn ra sau khi Đặng Việt Hà, sinh năm 1972, quê Hà Nội được bổ nhiệm thay thế. Thời kỳ Trần Kỳ Hình làm cục trưởng, tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 8 năm 2021, ông này không quy định cụ thể số tiền hối lộ sẽ nhận, tuy nhiên mỗi tháng Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng VAR nộp cho hình 60 triệu đồng cho Đặng Việt Hà, lúc này là phó cục trưởng phụ trách phòng VAR 20 triệu đồng. Đến khi Hà làm cục trưởng tháng 9 năm 2021, Hà yêu cầu quyền lợi của mình phải là cao nhất. Hà chỉ đạo cấp dưới buộc cán bộ phòng VAR và các trung tâm đăng kiểm phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ thẩm định thiết kế với mục đích đảm bảo lợi ích của Hà là cao nhất. Tại phòng VAR, kết quả điều tra thể hiện các bị cáo đã nhận hối lộ từ các công ty thiết kế từ 2 đến 3 triệu đồng một hồ sơ để bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, từ đó cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới trái quy định. Kết quả điều tra xác định từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, các bị cáo đã nhận tiền hối lộ của 16 công ty bỏ qua các lỗi, sai sót trên hồ sơ thiết kế, vẫn xác nhận thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế qua đó nhận hối lộ tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được đã chia nhau hưởng lợi. Đặc biệt từ tháng 4 năm 2022, Giám đốc các trung tâm khối V thuộc Cục Đăng Kiểm thông tin về chủ trương của Đặng Việt Hà yêu cầu các trung tâm khối V phải nộp tiền hối lộ hàng tháng cho Hà với mức là 8.000 đồng đến 15.000 đồng một phương tiện tùy từng loại xe đến các trung tâm để kiểm định. Để thực hiện việc nộp tiền cho Hà hàng tháng thuận lợi, Hà đưa ra quy định các giám đốc trung tâm này phải ra cục họp giao ban hàng tháng. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 31 tỷ đồng. Hà được chia 700.000 đồng một hồ sơ thẩm định thiết kế đạt là mức cao nhất theo yêu cầu của Hà đối với số tiền nhận hối lộ của mỗi hồ sơ. Số còn lại mới được chia cho lãnh đạo đăng kiểm viên, nhân viên văn phòng và quỹ. Ngoài ra, ông Đặng Việt Hà còn phải chịu trách nhiệm về số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là 7,7 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền nhận hối lộ của các trung tâm đăng kiểm khối D, khối tư nhân là 680 triệu đồng. Tổng hợp, ông Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với số tiền là 40,3 tỷ đồng. Trong đó cá nhân ông này được xác định hưởng lợi 8,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý sẽ diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Mới đây, phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á xảy ra tại Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, và một số đơn vị liên quan tiếp tục phần tranh luận. Trình bày bản luận tội, Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho 7 bị cáo có đơn kháng cáo. Theo đó, ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á từ 15 năm xuống còn 13 năm tù. Hồ Anh Sơn cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện quân y từ 12 năm xuống còn 10 năm tù. Ở tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Phan Quốc Việt từ 10 năm xuống còn 9 năm tù. Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang bị vật tư từ 7 năm xuống còn 5 năm tù. Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính Học viện quân y từ 4 năm xuống còn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc công ty Việt Á, từ 6 năm xuống còn 4 năm tù. Như vậy, bị cáo Phan Quốc Việt cộng với bản án 29 năm tù trong vụ án kit xét nghiệm xảy ra tại Bộ Y tế và một số bộ ngành địa phương liên quan, tổng hợp hình phạt chung cả hai bản án là 30 năm tù. Với kháng cáo của bị đơn dân sự là công ty Việt Á, đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương cho rằng không có cơ sở chấp nhận nên đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm bác bỏ. Theo đại diện Viện kiểm sát quân sự Trung ương các bị cáo trong vụ bị cáo buộc vào năm 2020 có vi phạm trong việc sử dụng kinh phí nhà nước để nghiên cứu, sản xuất kit test Covid-19 gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng cho Học viện Quân y. Ngoài ra, trong quá trình mua sắm trang thiết bị kit test, các bị cáo chỉ định đấu thầu sai quy định, đồng thời nâng khống giá. Tổng cộng, Học viện Quân y đã mua số kit test trị giá hơn 81 tỷ đồng của Việt Á, gây thiệt hại hơn 27,7 tỷ đồng. Qua việc này, Phan Quốc Việt chia hơn 7,1 tỷ đồng hoa hồng cho nhóm sĩ quan học viện quân y. Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho rằng vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội với lỗi, cố ý trực tiếp vì động cơ vụ lợi và dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc cấp phép kit test cho công ty Việt Á rồi bán thương mại. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ và kiểm sát viên thấy kháng cáo của họ đều hợp lệ theo quy định. Trước phiên phúc thẩm, bị cáo Hùng được gia đình cung cấp thêm bằng khen của vợ con, bố mẹ vợ, đơn của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo đã khắc phục hậu quả. Tại tòa thể hiện sự thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực làm sáng tỏ vụ án, có thành tích trong công tác. phan quốc Việt có tình tiết mới được đại diện công ty Việt Á nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả cho bị cáo. Bị cáo có đóng góp tích cực giúp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, đồng thời thành khẩn ăn năn bị cáo Hồ Anh Sơn có tình tiết mới là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có công hiến trong giáo dục, phòng chống dịch bệnh. Viện kiểm sát quân sự trung ương cho rằng cần phân hóa vai trò để áp dụng hình phạt với bị cáo một cách công bằng nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Sơn. Nhóm 4 người còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác, trong đó có bị cáo từng tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Mới đây, Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, Công an phường 10 quận 11 tiếp nhận tin báo ông VQL chết chưa rõ nguyên nhân tại số 190 trên 123 xóm đất phường 10 quận 11. Khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thi thể nằm tại cầu thang, trên đỉnh đầu có vết rách da, chảy máu, trên hai cánh tay có vết bầm, nghi có tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Từ lời khai của người nhà và kết quả trích xuất hình ảnh camera, cảnh sát xác định nghi can là Vũ Hoài Nam, sinh năm 2001, là cháu ruột nạn nhân. Gây án xong, Nam rời khỏi hiện trường. Trinh sát công an quận 11 phối hợp phòng cảnh sát hình sự lần theo manh mối của Nam. Phát hiện xe máy của nghi can tại bãi giữ xe trung cư Phan Văn Trị, quận 5. Cảnh sát sau đó ấp vào căn hộ tầng 9, bắt Nam sau 3 giờ gây án. Quá trình làm việc, Nam khai do xin tiền ông L bác ruột nhưng không thành, nên dùng cây gỗ đánh vào đầu ông L rồi bỏ đi. Khi được tra ruột thông báo ông L đã tử vong, Nam bỏ trốn. Ngày 17 tháng 7, Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương, sinh năm 1986, huyện Quảng Hóa, tỉnh Cao Bằng, để điều tra xử lý hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7, tại ngã tư giao cắt giữa đường DH05 và đường Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô hổ vồ biển kiểm soát 88H28849 do Đàm Văn Lương cầm lái với xe tải biển kiểm soát 29C59775. Sau cú va chạm, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C59775 văng ra, va vào xe máy của chị Hát, sinh năm 1992, ở Cát Quế, Hoài Đức, cầm lái, chở theo ba người con. Cả bốn người trên xe máy đều thiệt mạng tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về công an huyện Hoài Đức làm việc khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong buổi đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, 3 dự án này gồm có khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1, thị xã Điện Bàn. Theo đó, năm 2017, công ty cổ phần Bách Đạt An ký hợp đồng giao công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.100 lô đất của ba dự án trên. Sau đó, hai bên tranh chấp kiện tụng. Các tranh chấp giữa hai công ty trên đã được giải quyết thông qua các bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Việc ký hợp đồng huy động vốn tại ba dự án trên, hồ sơ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đảm bảo theo quy định. Nhiều năm nay, gần 1.000 người mua đất ba dự án này phải gian nan đi đòi đất, sổ đỏ. Công ty Bách Đạt An cũng đang nợ thuế, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các dự án cũng đã hết tiến độ thực hiện. Mở đầu đối thoại, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cho rằng, buổi đối thoại hướng đến mục đích tốt nhất là đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Ông Nguyễn Quang Thái, chú thành phố Đà Nẵng, người mua đất khu đô thị Bách Đạt 1, đặt câu hỏi. Vì lý do gì mà hai công ty trên đến nay không giao đất, sổ đỏ cho người dân bởi người dân đã mua, đóng tiền 95% giá trị lô đất. Nhiều người mua đất cũng đặt ra vấn đề, các công ty có dấu hiệu lừa đảo người mua đất. Hai công ty đã nhận tiền, cố tình chiếm dụng tiền vốn của dân rất lâu. Họ cũng đề xuất tỉnh nếu như cả hai không thực hiện dự án thì phải chuyển qua hình sự để điều tra, hoặc tiếp tục phải cam kết thời điểm cụ thể cấp sổ đỏ, đất được cho là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước người dân và chính quyền địa phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bách Đạt An gửi lời xin lỗi đến chính quyền và người mua đất. Ông này đưa ra lý do gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời cho biết vào ngày hôm qua 16 tháng 7 đã có cuộc làm việc với cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam và công ty Hoàng Nhất Nam. Tại đây hai doanh nghiệp thống nhất sử dụng số tiền mà công ty Hoàng Nhất Nam thu của khách hàng để tiếp tục thực hiện ba dự án Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bách Đạt An cam kết sau buổi họp sẽ xúc tiến các công việc để hoàn thiện dự án, sớm ra sổ đỏ cho người dân. Thượng tá Hà Thế Xuyên, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, mấu chốt nằm ở công ty Bách Đạt An có tiếp tục thực hiện dự án hay không. 6 năm qua các cơ quan ban ngành của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa nhưng công ty Bách Đạt An không làm. Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chia sẻ nỗi bức xúc khó khăn của người dân bởi đã bỏ tiền mua đất mà chưa được cấp sổ đỏ. Ông Dũng đề xuất tạo điều kiện cho công ty Bách Đạt An tiếp tục triển khai dự án. Từ nay đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, công ty Bách Đạt An phải nộp tiền nợ thuế để được xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh, gia hạn tiến độ dự án, nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho thị xã Điện Bàn để giải phóng mặt bằng diện tích còn lại. Nếu đến thời điểm đó mà không thực hiện các nội dung trên thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng tình với ý kiến của ông Lê Văn Dũng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết, trước đó ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã thảo luận và thống nhất cho thời hạn như trên. Ông Chiết đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh tập trung quyết liệt hỗ trợ cho thị xã Điện Bàn gia hạn tiến độ các dự án nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì sẽ xem xét xử lý tiến hành chấm dứt thu hồi dự án tổ chức đấu thầu lại lựa chọn nhà thầu tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi đó quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Xuân Hải 33 tuổi, Phạm Quang Dương 28 tuổi và Đặng Văn Đồng 61 tuổi về tội mua bán trái phép chất ma túy và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả hai bị cáo Hải và Dương đều là cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế, công an huyện Hương Khê. Tại phiên tòa, bị cáo Dương đã bày tỏ sự hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong muốn được tha thứ. Dương Khai nhận rằng do hoàn cảnh khó khăn, anh ta đã đồng ý giúp đỡ bị cáo Đặng Văn Đồng, 61 tuổi, trú tại Hà Tĩnh mua bán ma túy để kiếm lời. Tuy nhiên, Dương khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc này. Còn bị cáo Hải đã tỏ ra khá im lặng và không hợp tác với hội đồng xét xử trong việc làm rõ vai trò của mình trong vụ án. Hải chỉ khai nhận rằng động cơ phạm tội là do muốn giúp đỡ Dương, đồng thời cho biết số ma túy được mua qua mạng và đây là lần đầu tiên anh ta thực hiện hành vi mua bán trái phép chất cấm. Bị cáo Đồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết bản thân đã chủ động đề nghị Dương mua ma túy để bán kiếm lời. Theo cáo trạng, vào tháng 6 năm 2022, Dương đã gặp ông Đồng để nắm bắt thông tin về hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn. Sau đó đến tháng 3 năm 2023, Đồng nhờ Dương mua ma túy dạng hồng phiến với giá là 50.000 đồng một viên để bán lại kiếm lời. Dương sau đó đã liên hệ với Hải để tìm nguồn hàng. Hải sử dụng mạng xã hội Telegram để mua chất cấm với giá 60 triệu đồng nhưng chưa thanh toán cho đối tác. Sau khi có ma túy, Hải cất giấu dưới chân cột biển báo giao thông tại cầu Đông Hải, xã Ga Phố, huyện Hương Khê và gọi Dương đến lấy. Dương mang chất cấm đến nhà đồng và để lại trước cửa với lời nhắn, có quà trước cổng cậu ra mà lấy. Đồng sau đó đã mở gói hàng ra và phát hiện bên trong có 10 túi ni lông, mỗi gói chứa khoảng 200 viên hồng phiến. Đồng sau đó đã bán lẻ ma túy với giá từ 60 đến 120.000 đồng một viên. Để thanh toán tiền, Đồng đã bỏ 100 triệu đồng vào túi ni lông và nhờ người quen của Hải đến quán cà phê ở thị trấn Hương Khê để nhận hộ. Hải sau đó đã đến quán cà phê để lấy tiền và tiêu xài hết. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Đồng bị công an huyện Hương Khê bắt quả tang khi đang đi giao hàng. Từ lời khai của Đồng, cơ quan công an đã bắt giữ Hải và Dương. Kết quả giám định cho thấy 10 gói hồng phiến mà Hải bán cho Đồng có tổng khối lượng là 193,3584 gram. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra kết luận vụ án. Mới đây, Công an quận Ba Đình Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Nghĩa Hiệp, sinh năm 1987 ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam, về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Theo đó, 5 giờ ngày 26 tháng 6, tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận Ba Đình đã phát hiện Bắt quả tang hiệp đang mang hai cá thể rùa hộp chán vàng miền Trung đi giao cho khách. Tại cơ quan công an, hiệp khai nhận cá thể rùa trên bàn với giá 5 triệu đồng một cá thể. Hiện công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định. Liên quan vụ vạn thịnh phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng Ngoài các bị can trong vụ án, còn nhiều cá nhân ở công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan chuỗi hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành trái phiếu. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Thành đã chết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc TVSI là người trực tiếp nhận chủ trương bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các nhân sự cấp cao của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát để lên phương án phát hành trái phiếu. Ông Thành cũng là người trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên phòng dịch vụ ngân hàng thuộc TVSI phía Nam thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Saniewa, Cetra. Sau khi sản phẩm trái phiếu được tạo lập, Võ Tấn Hoàng Văn đã giao cho Trần Thị Minh Thảo, cựu phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ SCB, phối hợp với công ty chứng khoán TVSI xây dựng kế hoạch, phương án tài liệu đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu. Theo hồ sơ điều tra, bà Thảo không biết chủ trương của Trương Mỹ Lan về việc phát hành trái phiếu, không tham gia vào việc tạo lập, chạy dòng tiền khống để tạo lập trái phiếu. Bà Thảo có đề xuất việc xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên sale bán sản phẩm trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng như những sản phẩm tài chính khác như bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp khác những tài liệu, nội dung tập huấn là chính thống, đúng pháp luật. Mặt khác, ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên tổng giám đốc TVSI đã chết nên không có căn cứ chứng minh việc các nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu. Có 45 cá nhân là nhân viên tại SCB liên quan việc đi lệnh dòng tiền khống tại SCB chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Bến Thành đều thành khẩn khai báo, thừa nhận việc thực hiện ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật. Tại 4 công ty phát hành trái phiếu có 15 cá nhân tham gia tạo lập dòng tiền khống và 115 cá nhân được thuê ký khống chứng từ nộp, rút tiền. Xét thấy các cá nhân nêu trên không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, liên quan hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trần Thị Thúy Ái, thủ quỹ SCB chi nhánh Sài Gòn, là người giao tiền mặt cho Bùi Văn Dũng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan theo chỉ đạo của cấp trên và khi giao nhận không ký giấy tờ. Có 12 đối tượng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên hộ để mở tài khoản tín dụng tại SCB, ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản, trong đó có bà Chu Duyệt Phấn, con gái bà Trương Mỹ Lan. Về 180 cá nhân đứng tên ký chứng từ tại SCB, đứng tên các giám đốc các công ty thuê, được thuê ký các hợp đồng khống đều là lao động tự do không có việc làm ổn định, được các đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhờ đứng tên cổ phần làm giám đốc, kế toán trưởng các công ty ma thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Xét thấy họ là những người lệ thuộc, người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo, không được Trương Mỹ Lan và đồng phạm trao đổi, bàn bạc trước khi thực hiện, không biết nguồn gốc tiền, không biết các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, rút tiền, nhận tiền đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập khống. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp